Sau đây mình sẽ hướng dẫn em cách sử dụng chiếc kích sóng Mercury này. Con này là bản kích sóng của Trung Quốc nội địa nhé. Đầu tiên chúng ta cắm nguồn. Sau đó chúng ta ấn vào nút reset này, chọc nút reset này, nhìn nút đèn sẽ nháy liên tục. Nháy đỏ này là ok. Đây, khi nó nháy đỏ như này là đã ok. Chúng ta cần một chiếc điện thoại. Chiếc điện thoại này tốt nhất là chúng ta sẽ thoát tất cả các kết nối với wifi đi. Thoát tất cả các kết nối wifi để tránh trường hợp tí wifi tự động kết nối với những cái mạng wifi chúng ta đã biết. Cắt luôn cả 4G. Đấy, sau đó chúng ta sẽ vào phần wifi nhá. Ngay trong danh sách wifi làm mới đi cho nó chắc ăn. Chúng ta sẽ nhìn thấy Mercury RAM B772 này. Kích vào, nó sẽ ngay lập tức chuyển sang trang này. Đầu tiên nó sẽ yêu cầu chúng ta phải nhập một cái mật khẩu. Chúng ta đặt mật khẩu nhầm, đặt mật khẩu cho cái trang này. Các bạn cứ đặt đi. Đặt mật khẩu chỉ cần chữ và số, không cần viết hoa, cũng không cần ghi thêm bất cứ cái tự khoảng cách hay A còng gì cả. Đặt mật khẩu xong nó sẽ tự động quét tất cả các wifi nằm trong bán kính mà nó có thể quét được để kích sóng. Chúng ta đợi thôi, đây nó hiện chữ đang quét. Xong quét xong chúng ta sẽ ấn vào một cái mạng wifi mà chúng ta muốn. Ví dụ mình muốn kích sóng mạng WinStore này. Nhập mật khẩu của mạng. Còn phần này là tên của wifi mới phát sinh mà chúng ta muốn. Chúng ta để nguyên WinStore hoặc chúng ta có thể biến thêm và ấn về bên nút bên phải. Như này là thành công. Đây là có dấu hiệu. Nếu sau khi một lát mà đèn vẫn đỏ thì chúng ta nên làm lại vì không được. Nhưng nếu đèn báo xanh hoặc vàng và không nhấp nháy, đèn đỏ này là đèn đang thiết lập nhé. Còn đèn đứng im, khi tí nữa đèn đứng im mà nó màu xanh hoặc màu vàng, tức là đã kích sóng thành công. Còn nếu mà đèn đứng im màu đỏ là thất bại, chúng ta phải làm lại. Đây các bạn nhìn này, đèn đã chuyển sang trạng thái màu vàng hoặc màu xanh đứng im. Ngay bây giờ chúng ta sẽ vào trong phần wifi làm mới lại, chúng ta sẽ nhìn thấy cái wifi tên là WinStore 3, chính là wifi mà do thằng kích sóng này nó phát lên. Mình học cách nôm na là cái chiếc kích sóng này nó sẽ thu sóng của các cục wifi mà chúng ta đang muốn kích, vì cái modem wifi đấy nó ở xa quá chẳng hạn. Bây giờ chúng ta dùng cái này để nó thu cái tín hiệu sóng đó, sau đó nó phát rộng ra thành một cái wifi mới. Con này có cái hay là nó có thể giữ nguyên cái tên wifi trùng luôn với cả tên wifi mà chúng ta kích. Bị WinStore là WinStore luôn, không phát hiện được WinStore mới, rất hay. Còn nếu không chúng ta muốn biến thành một cái wifi tên của nhà mình, tức trong trường hợp chúng ta kích sóng của hàng xóm để sử dụng nhà mình, thì lúc đó chúng ta nên thay cái tên wifi theo ý. Còn nếu chúng ta kích sóng của chính gia đình chúng ta thì ta cũng không cần phải thay tên gì cả. Như thế nó sẽ chuyển đổi giữa cái vùng sóng của cái modem gốc và vùng sóng của cái kích sóng này, nó sẽ không bị cần phải thay đổi tên wifi, rất dễ, rất tiện lợi. Thế thôi.